Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Hôm nay Dương Hậu cũng đến thăm chú Hiệu 94 tuổi, phường Hiệp Thành, hoàn cảnh rất là nghèo. Thì hôm nay cũng được Yến Minh ở An Giang hỗ trợ 1 triệu giúp cho chú. Chú Hiệu ơi, cho Dương Hậu trao 1 triệu của Yến Minh đó chú. À, xin mời chú. Giúp đỡ cô Yến Minh. Dạ. Giúp đỡ cô Nam Mô Di Đà Phật, Yến Minh ơi. Con nguyện phù hộ băng ơn cô lắm, Yến Minh. Dạ. Tiếp nói là nói của chú Hiệu, Dương Hậu xin trân trọng cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của Yến Minh hỗ trợ 1 triệu giúp cho chú có tiền mua gạo, mua thuốc trong gia đình. Đây là việc làm công đức ngàn lượng à. Dương Hậu hy vọng rằng được cộng sự với em, đặng em giúp cho ngã bảy quê hương anh à. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Đây là chú Hiệu 94 tuổi ở phường Hiệp Thành, hoàn cảnh rất là nghèo khó khăn. Mong qua video này được nhiều nhỏ tâm chia sẻ là giúp đỡ cho chú Hiệu à. Dương Hậu cảm ơn và biết ơn rất nhiều ạ. À.